Một trong những mong muốn của con người là có sức khỏe tốt, tránh xa được mọi bệnh tật. Bệnh tật là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Danh y Hải Thượng Lãng Ông đã có nhận xét, nên dùng các thứ thức ăn thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn. Kinh nghiệm dân gian ta vẫn thường nói, đói ăn rau, đau uống thuốc. Đông y là y học dân gian, là những phương thuốc thông dụng từ những loại cây trái trong vườn nhà. Một loại rau dân dã có thể trở thành những phương thuốc vườn nhà cực kỳ đơn giản, nhưng chứa đựng hiệu quả cao trong việc điều trị các chứng bệnh thường gặp. Vì thuốc đông y nhiều công dụng, nhiều loại rau không chỉ là món ăn nhiều chất dinh dưỡng, mà còn là những liều thuốc trị bệnh quý giá. Về những vùng quê, có thể dễ dàng tìm thấy loại rau này ở các bãi đất bờ ruộng, những gò đống tự nhiên. Loại rau này có đặc điểm bò mọc sát đất, thân rất mẫm, màu tím đỏ, lá xanh nước, hoa vàng hoặc đỏ rất đẹp. Lá hình tròn nhỏ hoặc hơi thuông. Ở loại rau đặc biệt này, người ta tìm thấy vị thanh chịu, chua nhẹ. Một màu đỏ tía của thân khiến cho rau không lẫn vào đâu được. Loại rau giản dị, dễ ăn, dễ dùng. Vị thì đặc trưng và công dụng hữu ích. Loại rau này tên gọi là rau sam, còn có tên gọi là mã sĩ hiền, là một loại rau rất dễ sống. Chất chiêu từ tinh túy của đất, rau sam có thể phát triển trên cả những vùng đất khô cằn nhất. Không cần chăm bón quá đặc biệt, không cần chung trồng quá kỹ, rau sam có thể mọc tự nhiên, mọc hoang ở những vùng ẩm mát như bờ mương, ven đường hoặc mọc xen kẽ trong những luống hoa màu. Người dân ở quê nhổ về luộc hoặc nấu canh, xào ăn như những loại rau khác. Từ xưa trong dân gian, rau sam như một vị thuốc quý giúp chữa trị nhiều căn bệnh khác nhau. Theo đông y, rau sam có vị chua, tính lạnh, không có độc tính, giàu pa kinh tâm, gan và đại tràng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, quạt huyết, tiêu viêm, nhuận tràng, lợi tiểu, thường được dùng trong các chứng viêm nhiễm, lở ngứa, kiết lỵ. Công năng chủ trị cây rau sam là thanh nhiệt, giải độc, trị lỵ, chữa mục nhọt, nước ăn chân, tiểu buốt, tiểu ra máu. Dạng thuốc sắc thì từ 9 đến 12 gram. 3 sắc đổ vô 3 chén nước, sắc còn lại 1 chén. Như vậy thì uống ngày 2 lần. Trong nội 2 hoặc 3 ngày thì bệnh nhân có giảm dần bớt đi. Còn trẻ em từ 2 đến 3 tuổi thì uống theo cái thìa đó là uống cà phê đó, thì uống từ 5 tới 10 thìa, ngày uống 3 lần. Rồi từ 5 tuổi đến 15 tuổi á, thì uống nó cao hơn, có nghĩa là uống 10 thìa, ngày uống 3 lần.
thì nội trong 2 hoặc 3 ngày thì bệnh nhân sẽ giảm dần đi, mới đi nhiều. Ngoài ra bài thuốc đi cầu ra máu hoặc tiểu ra máu thì cộng thêm rau sam tươi là 100 gram, cỏ sữa tươi 100 gram, nhỏ nồi là dân gian gọi là cỏ mực là 20 gram, rau má 20 gram. Thì sắc đổ nước vô 3 chén, sắc lại còn 1 chén. Người lớn thì ngày uống 2 lần trong 2-3 ngày có hiệu quả. Còn trẻ em từ 2 tuổi đổ lên 5 tuổi thì cho uống là 5 thìa, 5 thìa ngày uống 3 lần. Còn từ 5 tuổi cho đến 15 tuổi thì uống 10 thìa, ngày cũng 3 lần. Thì nội trong 2 ngày 3 ngày thì bệnh nhân bớt rất nhiều. Trị ngoài da thì bà con mình lấy từ 30 gram đến 60 gram đâm nhuyễn, đắp vô ngay chỗ cái vết thương hay là mục nhọt hay là bị nước ăn chân, đắp vô nội trong đêm sáng ngày là thấy nó có khô đi hoặc là nó rút đi. Nội trong vài đắp liên tục nội trong vài 3 ngày thì thấy hiệu quả, nó kết quả cao. Gần đây các nhà khoa học còn cho biết, trong thân của cây rau bé xíu này, người ta tìm thấy những chất dinh dưỡng khá tốt. Trong rau sam có nhiều vitamin A, vitamin C, canxi, sắt, axit folic và choline. Có lẽ vì có nhiều sắt nên thân cây có màu đỏ tía hoặc đỏ thẫm. Rau sam là một nguồn kháng sinh tự nhiên rất quý trong các chứng viêm nhiễm. Tuy nhiên, đối với những người bị tỳ dị, hư hàn, tiêu chảy và phụ nữ có thai không nên dùng rau sam. Cái tính vị nó là rau sam là nó một vị chua, nó hàn không độc, nó được bổ vào ba kinh tâm can và tỳ, nó không có độc. Cái này thì nói chung mọi lứa tuổi đều dùng được, trẻ em thì từ 2 tuổi đổ lên thì được dùng hết, người già lớn tuổi đồ cũng được. Rồi cái này, cái rau sam này có thể là ở nông thôn có nhiều bà con biết cách sử dụng, hái nấu canh ăn rất là mát, rất là khỏe. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích,
giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.